Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game, hãy tạo đại chiến như mình nha, từ đường phố đấy bạn ạ, ok. Quay trở lại video ngày hôm nay thì lâu lắm rồi không chỉ công chiếu anh em, tôi lại cho xem lại một cái video công chiếu anh em. Và video công chiếu này thì sẽ có một cái mini game vô cùng vui vẻ cho anh em, đó là like video và nhận thẻ cào wushu nha, lâu lắm rồi không làm event tặng thẻ cào wushu nha. Ok, hôm nay thì các tôi sẽ tổ chức cho anh em event tặng cào thẻ wushu luôn anh em. Thì cũng đã từ rất lâu chúng ta không chơi thẻ cào wushu anh em. Gì đấy, chạy có đợi xin duyệt hay sao? Bạn đang ở danh sách xin duyệt hả? Ủa là sao bạn? Là sao? chịu. Ok, ở video ngày hôm nay nếu như đạt được 100 like, đơn giản thôi anh em, 150 like cho cái video này, chúng ta sẽ có một cái mini game tặng thẻ cào wushu, 3 thẻ cào wushu 20k dành cho anh em nhá, vào ngày mai luôn. Đó, nếu như video này đạt được 150 like, anh em đến tối mai 8 giờ tối mai tôi sẽ chốt event này và sẽ phát ở buổi livestream tối ngày mai cho anh em luôn trên buổi kênh anh em. Tối ngày mai trên livestream nhá. Ok chưa? Ok, bắt đầu quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi pang code mới các bạn. Đây, pang cái code mới vào anh em. Bơi của chúng ta chắc chắn là tầm này anh em chắc cũng biết hết rồi, đó chính là Merry Christmas các bạn. Đấy, chúc mừng Giáng sinh. Với phần quà thì nói chung là cũng được các bạn. Đấy, nói chung phần quà thì cũng được các bạn. Đây, rồi. Hốt phần quà anh em. Rồi, ok. Sau đây tôi sẽ quẩy con nào các bạn anh em. Tình hình thì đang tính để nhưng mà thôi, nghĩ bằng ngửa tay các bạn lại vào đập anh em. Xem nào, hiện tại thì tôi chắc đi Sunny Jean à. Bởi vì bên sự kiện bây giờ thì anh em có săn ở cái dòng nào chăng nữa các anh em. Thằng này hiện giờ đang có 475 thùng bia. Tôi sẽ đập 450 thùng bia thôi anh em. Ok, chúng ta sẽ đi chiêu mộ. Đây đây anh em. Đi săn anh Lizin còn hơn các bạn. Xem nào. Xem hôm nay có nhân phẩm ra được Lizin không anh em. Tasagi à, đại Tasagi à. Tiếp tục nào. Tầm này là chỉ cần Lizin thôi anh em. Đó, ra 1-2 Lizin thôi này. Cuộc đời là hoa, tình đời đẹp ca anh em, không còn gì phải nói nữa. Ok, cuối tuần rồi, chơi nào. Chơi thôi anh em. Ok kìa. Ghi à, con đấy gọi là ghi điêu không? Vật đó gọi là ghi điêu anh em, gấp. Lại là Tasagi. Ôi dồi, dây lây. Xin chào Minh Vương dây lây anh em. Người đầu tiên các bạn, Minh Vương dây lây ạ. Đầu tiên xuất hiện là Minh Vương Delay anh em. Rồi 100 thùng bia đã đi qua, các bạn ra được một cháu S anh em. Anh này đập nhỏ đấy nhờ. Thế mẹ cái này đập nhỏ ghê anh em. Ôi dồi, cha Phan Galo. Ôi dồi ôi, cha Phan Galo anh em. Là còn lo phiên bản tí me skip anh em. Mới biết giờ bao giờ ra kit nhờ. Ông kit quá anh em. Ôi dồi, Fury ba cháu nha. Đậm nhẹ đậm nhanh ba cháu anh em, nhưng mà toàn tương cú các bạn. Ô A nữa này, bốn cháu các bạn. Nhật vội bốn cháu anh em. Luffy. Thể ra 2 Nijin thôi cũng được các bạn, thật sự không cần nhiều các bạn, 2 Nijin thôi là cũng cuộc đời là hoa HK tương bừng rồi anh em. Xem này tôi có nhân phẩm hay không nào. Ok thì các bạn quẩy sự kiện đến đâu rồi? Đó con nào anh em bên đây ra sao rồi, comment chơi nhau con nào. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi nên công chiếu anh em, cho xin nhiều like tí nhá. Lâu lắm rồi công chiếu game này tặng đại chiến các bạn. Đấy, lâu lắm rồi đấy công chiếu game này. Ôi giời lại Fury anh em, 5 cháu. Ôi giời Sanji nữa các bạn. Mừng quá. Ôi giời đập ra lúc 2 cháu các bạn, 5 cháu luôn rồi ạ. 5 ông này 4 rồi mà. 6 cháu các bạn, 6 cháu rồi chứ. 6 cháu rồi anh em. Uầy. 6 cháu S anh em. Ghê vậy. 450 thùng bia được bao nhiêu cháu đây? Xem nào. Luffy. Tiếp tục nào. Ôi trở lại Fury anh em. Toàn Fury nhỉ. Ôi trở lại lo anh em. Ôi. Lần đầu tiên luôn này các bạn này, không ghép nhá. Ảnh này không ghép các bạn. Trời ơi. Ảnh thật không ghép 100% các bạn.
Trời ơi, nhân phẩm các bạn. Vé 6 đâu? 63 là 9 rồi anh em, 9 cháu luôn ạ. Ui, ảnh thật không ghép các bạn. Đỉnh nhờ. Một like, một comment anh em, quá đỉnh các bạn. Còn gì đỉnh bằng anh em. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Ok, tiếp tục nào các bạn. Mở mòn ga. Rồi, ok, tiếp tục anh em. Ô, chín cháu đó à, dừng lại rồi à. Ui, nhưng mà lần đầu tiên rút được x3. Có bạn nào rút được x3 đấy chưa? Ui, ảnh thật không ghép anh em. Nhân phẩm đấy các bạn ạ. Trời ơi, nhân phẩm anh em. Ba cháu một lượt anh em. Trời ơi, x3. Ở đây có bạn nào đã nhân phẩm được x3 comment phát nào. Tự tin comment phát có chơi anh em. Trời ơi, anh thật không ghép. Ôi, đại Kuma các bạn, 10 cháu. Ui, 450 thùng bia này nghe hơi khét đấy nhờ. Liệu được cháu nữa không? Cháu thứ 11 không? Trời ơi, 450 thùng bia làm ngay 10 cháu rồi anh em. Trước mắt là 10 cháu S đấy các bạn. Còn thêm một nữa không thì chưa biết anh em nhá. Úi dồi, 11 anh em, sang gì. Đỉnh đấy nhờ. Kiểu lâu ngày không chơi nhân phẩm dồn hết vào một cục anh em. Quá đỉnh các bạn. Trời ơi, mắt nhân phẩm toàn tướng cú rồi anh em. Thiệt cái toàn tướng cú các bạn. Để vớt được 1-2 anh Nijin thôi là quá tuyệt vời rồi anh em. Nói về 1-2 anh em, một anh thông ngon rồi. Ok, vậy là lăng quăng chúng ta đập hết luôn anh em, đập hết luôn đi. Tôi bèm luôn các bạn, không có ngăn gặp gì nữa. Tới luôn anh em. Pô, 12 cháu bạn nhá. Tổng thể mượn 12 cháu S anh em, quá đỉnh. Tuyệt đỉnh. Nhìn qua nào. Được 3 dương 130 thùng bia, 30 cốc bia vàng đấy anh em. Rồi, à quên 30 thùng bia đấy anh em. Rồi. Dương đồ này. Rồi ok. Xem nào. Ồ, nhận nốt đây luôn anh em, thêm 50 thùng bia nữa rồi. Rồi, 50 thùng bia nữa các bạn, pem luôn đi. Đấy là chúng ta đã được 520 à. Đấy là 520 anh em. Có mấy thùng nữa là ăn đến mốc 80. Ồ, chopper. Quá đỉnh anh em, quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Được hôm nay khô máu 600 thùng luôn các bạn. Được kiếm thêm được tôi khô máu 600 thùng luôn các bạn. Ngào ngán gì khô máu 600 thùng luôn. Cái nào bữa tôi này đổi lính trì chưa? Chắc chưa anh em. Ôi trời, chưa đổi lính trì các bạn. Thế này thì tha hồ đủ thừa sức các bạn. Thừa sức 600 thùng bia anh em. Này, tôi này thừa sức 600 thùng bia để quẩy rồi anh em. Này đây nữa cháu này luôn các bạn. Rồi nào. Rồi ok. Tưởng thế nào nhé, thì thừa thức 600 thùng bia rồi anh em. Ok, đổi nào. 1, 2, 3, 4, ok. Quá ngon lành các bạn. Nhặt luôn thêm 100 thùng bia về nữa. Đấy, quẹn luôn. Full luôn các bạn, hãy ăn full luôn. Rồi, đổi tiếp. 1, 2, 3, 4. Săn gì này anh em, đổi luôn đi. Săn gì tốn nhiều mà. Tiếp tục nào anh em. 1, 2, 3, ok. Quên nốt ở bên này anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok đổi nào. Ok đổi lại anh em. Khô máu luôn các bạn. Này khô máu luôn này. Quẩy 600 thùng bia luôn các bạn cho rực rỡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hồn hải tạc chưa này anh em này. Rồi, vậy là chúng ta xem nào. Chiêu mộ đặc biệt còn bao nhiêu nữa. Còn 75 thùng bia nữa là pull anh em. Rồi, xuồng quay chắc chưa luôn. Chiêu mộ chưa luôn anh em. Ok, chúng ta đi đổi kẹo sô-cô-la nào. Làm luôn 20 túi anh em. Ok, làm luôn 20 túi. Rồi. Ok, được 20 thùng bia đây rồi. Giờ kiếm thêm nốt số thùng bia lại nữa là ngon anh em. Túi đâu rồi? Nốc túi anh em. 275 cốc bia vàng à. Ngon nhỉ. Big Mom. Big Mom. Trời. Mom Big. Aguchi. Ai đây? Tứ Hoàng Sân tóc đỏ. Tóc đỏ Akilu.
Bỏ bố được một mẹ Big Mom anh em, được một mẹ lớn ạ. À. Rồi vớt được cháu nào không? Không các bạn. Không tốt anh em. Nên hết nào, nên hết để tôi ra thu hồi luôn anh em. Nên hết ra thu hồi luôn cho nó gọn. Xanh sạch đẹp luôn. Đó, có bao nhiêu lên hết đi. Đi ra thu hồi kiếm luôn form về kiếm luôn mấy trăm thùng bia. Ok, chào tất cả anh em đến buổi công chiếu tôi nhé. Anh em tôi xin một like, một subscribe, cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, tiếp tục nào. Đó, lên hết con hàng luôn anh em. Lên hết luôn. Đó, tầm này chắc ra thu hồi thoải mái quá. Thoải mái luôn anh em. Vừa kiếm thêm 100 cốc bia vàng nữa về làm nốt luôn cái sự kiện kia anh em. Làm hơn 350 cốc bia vàng nữa là ngon lành đấy. Hợp lý luôn. Thu hồi nào. Quên lộn anh em. Ok đây. Ai chà, cho anh em nào đợi tí để thu hồi cho nó gọn anh em chứ giờ quay lâu lắm nha. Rồi ok các bạn, xem nào, chúng ta sẽ đi làm ngay 100 thùng bia về anh em. Đó, làm tiếp 100 thùng bia về anh em. Con này. Ôi giời, nhẹ nhàng. 7, 8, 9, 10. Ok, chắc chưa đổi, đủ đồ có bia vàng rồi anh em. Đổi form linh chi chứ đi anh em. Đổi linh chi 10 sao trước các bạn. Rồi, cô đốt quà này. Còn lành anh em, hút đe đùa cũng có đủ rồi nhờ. Thế nào? Rồi, thiếu mất 40 thùng nữa anh em. Từ từ tính sao đi. Ok, 70 thùng nữa rồi. 75 thùng chứ nhỉ, 75 thùng anh em. 75 thùng nữa, quá cho đủ luôn. Ok, ngon lành luôn các bạn. Tuyệt vời, lốc 600 thùng bia ngày hôm nay nghe chừng có vẻ là đáng ý nghĩa đấy các bạn. Trời ơi, đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Nào, 1. Ok, bớt được cháu nữa không? 13 cháu S chứ. 600 thùng bia phải được 13 cháu S chứ anh em. Đây rồi. Đó, nói rồi, cuối cùng vớt được một anh Nijin các bạn. Tuyệt vời. Nó chơi từ đầu sự kiện đến cuối sự kiện được đúng một anh Nijin các bạn. Quá ngon. Ôi dồi ôi, 600 thùng bia là một Nijin ạ. Đời còn gì để nhọn không ạ? Trời ơi. Ok, anh và anh em đừng quên nhá. Một like và sáu thiếu à, từ từ bạn như thiếu hay sao nhỉ, chỉ một đặc biệt thiếu 10 thùng rồi, thiếu 10 thùng anh em. Đó, video này đạt được 150 like anh em nhá, 150 like chúng ta sẽ có một cái event tặng 3 thẻ cào Wipcode Gusu cho anh em luôn. Đâu lắm ta không tổ chức anh em làm luôn 3 cái cho nó sực rỡ á. Anh em đừng quên like share nha. Rồi ok, giờ chúng ta cùng nhau về đây mở dương xem nào. Hiện tại chúng ta có 4 dương tương mới anh em, bao gồm có Big Mom 2 cái 1. Ôi trời ơi, 1k. Dương Kinamon. Ôi ôi, được bom kia anh em. Ở đây búa ăn hơn anh em. Bây giờ được búa hoặc là cái mảnh kia còn hơn. Ô kim cương được anh em, quá ngon. Nào, Lee Jin. Ô Kinamon, tuyệt vời anh em. Vật đúng nhân vật chúng ta cần các bạn. Đó. Không cần nhiều anh em, đúng người đúng thời điểm là được rồi. Ai đây? Ô già. Lại Kiraru anh em, nắm thế. Ô, nắm Kiraru đây. Ok, xem nào, tướng bên bị Izin xem nào. Kiểu form nữa anh em. Lại ngồi nhìn thôi. Tình hình này lại ngồi nhìn thôi anh em. Rồi, mới được ý ảnh qua đây này xem nào anh em. Vừa đang mở giải ngay. Đây à, có một tấm các bạn. Ôi đẹp. Này đẹp nhỉ, công chúa Shiraoshi anh em. Shiraoshi nào. Ô kìa, đừng có đùa với nhau vậy chứ. Ừ vậy đi. Đúng rồi, hay quá. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn anh em, còn một tấm duy nhất thôi. Thôi nào, đừng có đùa với nhau vậy chứ bạn ơi. Dàn luôn đi bạn. Ô kìa, khó thế nhờ. Ok, là chung buổi công chiếu ngày hôm nay tôi cũng xin phép thôi anh em tại đây thôi. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã dõi theo video kênh Tưởng Tượng Đường Phố rất nhiều. Và giúp anh em Khoa sẽ để lại kênh một like, subscribe để ủng hộ channel phát triển nha. Cảm ơn mọi người. Giờ thì bye bye.